Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Tour du lịch chinh phục Sơn Đồng đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng. Nông dân Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Quảng Ninh từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, qua tổng kết một năm khai thác thử nghiệm với 243 khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khẳng định, tour du lịch chinh phục Sơn Đồng đã thành công trong việc tạo ra một thương hiệu du lịch hang động mới, góp phần tạo thêm nguồn thu cho tỉnh. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Công ty Osalic đã phối hợp tổ chức đón tiếp, phục vụ thành công 32 tour du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới, với tổng số 243 lượt khách tham quan đến từ 34 nước. Mặc dù thời gian thử nghiệm ngắn, nhưng tour du lịch đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể với doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Từ khi đưa hang Sơn Đồng vào khai thác thử nghiệm, thương hiệu du lịch của Quảng Bình được nâng lên mang tầm quốc tế. Quảng Bình được tạp chí The New York Times xếp thứ 8 trong 52 điểm đến hấp dẫn trên thế giới năm 2014. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng khá. Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong 8 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã làm thủ tục thông quan cho 47.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, tăng 36%, thông quan cho 335.000 lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tăng 33%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 960 triệu đô la Mỹ. Thu thuế đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, Chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 60 vụ vi phạm về hành vi vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như gỗ, pháo, vũ khí và các chất ma túy qua biên giới. Trong đó thực hiện thành công chuyên án 521L và 614T, bắt giữ vận chuyển ma túy tổng hợp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cả cấp hội nông dân Quảng Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, cả cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức được 880 buổi tuyên truyền phát động, vận động nông dân hiến kế, hiến đất, hiến công để xây dựng nông thôn mới cho gần 41.000 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tính đến nay, Quảng Bình có gần 1.300 chi hội nông dân làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, duy trì các công trình tự quản ở địa phương và các công trình mang tên hội nông dân. Để chung tay xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp trên 80.000 ngày công, hơn 13 tỷ đồng để làm mới, tu sửa nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn như đường giao thông nông thôn, công trình điện chiếu sáng, nhà văn hóa. Từ một hộ gia đình khó khăn nhờ cần cù chịu khó làm ăn và bị tận dụng lợi thế tại địa phương, nên gia đình ông Đặng Chính Quy ở thôn Hà Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã xây dựng được cho gia đình mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Năm 2000, gia đình ông Đặng Chính Quy ở thôn Hà Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã mạnh dạn nhận 2 hectare đất gò đồi hoang hóa để lập trang trại phát triển kinh tế gia đình.
Trên diện tích đất này, ông Quy đã trồng cây bạch đàn, mía, trồng cỏ nuôi bò, làm chuồng trại để chăn nuôi dê và nuôi gà thả vườn. Ông Quy cho biết hiện tại gia đình ông đang nuôi 700 con gà thả vườn. Với mô hình này, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông Quy thu lãi khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Nhờ biết tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nên gia đình ông không chỉ thoát khỏi đói nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Theo kế hoạch, đến ngày 15 tháng 9 kết thúc đợt tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Thú y, thì tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine đạt thấp. Cụ thể, đối với vaccine lở mồm long móng đã tiêm được gần 44.000 liều, đạt 33% so với kế hoạch. Vaccine tụ huyết trùng châu bò đã tiêm được gần 33.000 liều, đạt 27% kế hoạch. Vaccine dịch tả lợn đã tiêm được trên 62.000 liều, đạt 36% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt thấp nhất, với trên 109.000 liều, đạt tỷ lệ 17%. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt thấp nhất là huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa đều đạt dưới 15%. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Bố Trạch khai trương và đưa vào sử dụng thư viện huyện. Quảng Ninh từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Hội thi năm nay được tổ chức tại hai cụm, gồm cụm vùng Nam có 9 đội và cụm vùng Quốc lộ có 7 đội. Các đội tham dự hội thi phải trải qua 4 phần thi: phần chào hỏi, phần thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi là dịp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ, khuyến khích đội ngũ cán bộ hội cơ sở học tập nâng cao trình độ, năng lực tham gia hoạt động công tác xã hội. Và đây cũng là dịp để chị em phụ nữ được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hôm qua ngày 20 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào sử dụng thư viện huyện. Nhà thư viện truyền thống huyện Bố Trạch được đầu tư hơn 10 tỷ đồng với tổng diện tích 1.500 m², có kết cấu 2 tầng. Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà thư viện truyền thống, huyện Bố Trạch cũng đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho các phòng chuyên môn của thư viện, như phòng đọc tổng hợp 40 chỗ ngồi, bao gồm 13.000 đầu sách trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ nhu cầu của các đối tượng ban đầu. Bên cạnh đó, thư viện truyền thống huyện Bố Trạch còn có một phòng thư viện điện tử với 10 máy vi tính kết nối mạng internet. Phòng thư viện này dự kiến trong tháng 10 năm nay sẽ đi vào hoạt động. Việc khai trương đưa thư viện huyện đi vào hoạt động giúp cho bạn đọc huyện Bố Trạch có thêm một địa chỉ để thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm kiến thức của mình. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2014-2015 là năm đầu tiên thực hiện chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29, trong năm học này, ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong những tuần học đầu tiên của năm học mới 2014-2015. Để triển khai nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã ra soát mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo bám sát chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm học và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015. Một trong những nhiệm vụ được ngành ưu tiên tập trung trong năm học mới đó là nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất, thiết bị, góp phần để ngành thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần của nghị quyết số 29. Năm học này, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 68 trường và cơ sở giáo dục, trong đó có 30 trường được công nhận trường đại chuẩn quốc gia. Điều đáng ghi nhận trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở đây là các trường học và cơ sở giáo dục đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đây chính là tiền đề để ngành đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2014-2015. Năm học 2014-2015,
giáo dục đào tạo Quảng Ninh chính thức thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó ngành tập trung chỉ đạo 3 cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về mục đích, yêu cầu của đổi mới giáo dục. Và đây chính là cái thời cơ cũng như thách thức để ngành thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ. Thứ hai là triển khai toàn diện 4 cái nhiệm vụ của năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ ưu tiên, sẽ triển khai toàn bộ đồng bộ các cái giải pháp, trong đó ưu tiên cái đổi mới phương pháp và dạy học và phương pháp giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, huy động các cái nguồn lực và sử dụng có hiệu quả trong việc tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, rồi xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường điển hình chất lượng ở các cấp học. Thứ ba là tiếp tục phát động các cái phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt và phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ năm học 14-15, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 12 của đảng. Cùng với việc triển khai nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục các mô hình ở từng cấp học, trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa cho học sinh khối trung học cơ sở, tổ chức đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc giáo dục, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016. Triển khai mức độ 1 mô hình trường học mới ở tất cả các trường tiểu học. Đây là mô hình giáo dục hiện đại, chú trọng đến việc phát huy tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và quản lý của học sinh. Qua 3 năm thực hiện cái mô hình Vernon này thì cái hiệu quả lớn nhất đó là học sinh được tự học, tự khẳng định và tự trải nghiệm mình để có cái kỹ năng tốt nhất. Còn việc thứ hai nữa là giáo viên đổi mới phương pháp hoàn toàn, đổi mới phương pháp dạy học hoàn toàn theo cái phương pháp mới mà tổ chức cho học sinh là mỗi lớp học là một nhóm nhỏ và mỗi nhóm trưởng là một cô giáo nhỏ để học sinh là tự học tập. Việc triển khai các mô hình, các phong trào thi đua sẽ góp phần đến ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh cụ thể hóa nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng nghiệp dạy nghề, triển khai chỉ thị ưu tiên đối với giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ năm học, trường luôn làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp để đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất của nhà trường, đồng thời chú trọng công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ tận tụy chăm sóc học sinh. Chính vì vậy, chất lượng phát triển của nhà trường được ổn định, vươn lên một cách toàn diện. Từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, đó là mục tiêu đang được ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh hướng tới trong năm học 2014-2015. Với sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, hy vọng rằng trong năm học này, công tác giảng dạy và học tập ở đây sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần để huyện Quảng Ninh thực hiện thành công cả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều nay ngày 21 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 27-34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26-35 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.